Dạ, em chào anh Quốc Việt ạ. Dạ, em đã nhận được hợp đồng rồi anh à. Dạ. Dạ. Sao rồi? Thật ra bị từ chối cũng đâu có gì là ghê gớm. Ảnh mời tôi đi ăn nhà hàng. Ăn nhà hàng thôi mà, có gì đâu. Ăn bún riêu nhà tôi mới lợi hại chứ. Khe khe. Làm việc đi. Thôi làm việc đi, nhiều chuyện quá. Gì con? Hôm nay chủ nhật, mẹ cho con qua nhà ba chơi nha. Không được, hôm nay ba bận rồi con. Mẹ gặp ba hồi nào mà mẹ biết? Tại ngày hôm qua mẹ gọi điện thoại cho ba. Ba nói là ba kẹt công chuyện, tí nữa con qua nhà ông bà ngoại chơi nha. Dạ. Bé hả?
mới hả chị? Con vô chơi với ngoại ha. Chị, bây giờ đi xe chị hay đi xe em? Thôi, đi xe chị cho nó nhanh. Ừ. Ủa, mẹ, mẹ với dì Châu đi đâu vậy? Ờ, đi công việc á mà con. Ừ, bye. Con vô chơi với ngoại đi. Dạ. Mẹ đi nha. Ê, mẹ. Trẻ từ lắm luôn nè. Mình ghé mua cho anh Minh trái giải nha. Cái bài dạ. Nội vô chị đó. Được á. Nhà này bắt sao chị? Cái nào em? Nhà của chị. Mua cái nào vô coi đi chị. Trẻ hả? Chùm này tươi nè cho. Anh em. Bốn cái này không. Trời ơi. Chị cứ lựa đi. Dạ. Cái này ngon lắm á. Em bao ăn luôn. Lấy này nha. Lấy cái đó con cho em đi chị. Cái này cũng bự lắm nha chị. Rồi, rồi, rồi yên tâm. Dạ. Em có mua trái dưa hấu, em gọt sẵn rồi nè. Anh ăn thử đi, coi hôm nay dưa hấu có ngọt không nha. Miếng này ít hột nhất, em cho anh nè. Ăn đi. À. Anh sao vậy? Sao dạo này anh trở nên lạnh nhạt với em, lại còn lẩn tránh em nữa. Anh, em làm cái gì sai khiến cho anh buồn phải không? Anh, nếu như mà em làm sai cái gì á thì anh cứ nói đi, em sẽ sửa. Anh đừng có lạnh nhạt với em như vậy. Em không làm điều gì sai hết. Vậy chứ tại sao anh lại... Chúng ta không nên gặp nhau nữa em à. Anh đã nói tất cả chuyện này cho vợ anh biết rồi. Anh bị điên hả? Sao anh lại nói? Chị sẽ không tha thứ cho anh đâu. Anh muốn trở về với gia đình của anh. Anh không muốn giấu giếm bất cứ điều gì hết. Không có một người vợ nào tha thứ khi chồng mình ngoại tình hết. Anh không ngoại tình. Giữa anh và em không hề có tình yêu. Anh không có, nhưng mà em có. Vậy vợ anh, điều chị có nghĩ như vậy không? Không chừng, như vậy lại càng hay. Hay cái gì? Cơ hội của em sẽ rõ ràng hơn. Ai nói là em có cơ hội? Em nói là em có cơ hội để tiến đến với anh. Mà một khi em đã có cơ hội rồi thì không bao giờ em để cho nó vụt mất đâu. Bích Loan à, em coi anh là cái gì vậy? Anh nói cho em hay, anh không bao giờ bỏ vợ con anh đâu. Không có họ, cuộc đời anh không có ý nghĩa gì hết. Em biết, nhưng mà ngay từ đầu em cũng đã nói với anh rồi, em sẵn sàng chờ đợi anh mà. Vô ích thôi, sẽ không có kết quả gì hết. Bích Loan à, chả lẽ anh đã nói như vậy rồi mà em vẫn không chịu hiểu hay sao? Em còn trẻ, tương lai em còn dài. Anh khuyên em suy nghĩ cho thật kỹ. Đừng có phí thời gian với anh như vậy. Tình yêu không thể xuất phát từ một phía đâu em. Dù cho anh có nói gì đi chăng nữa, em cũng chỉ yêu có một mình anh thôi. Em yêu anh, tình cảm của em dành cho anh là thật lòng mà. Cái con mày, mày làm gì vậy? Cô làm gì vậy? Mày Đăng Châu, đi về. Chị muốn nó đi về để em đánh nó. Đăng Châu, chị nói đi về. Đi, đi về. Chị để em đánh chết đi. Em sợ quá à. Đăng Thanh, nghe nói đã. Mày, sự việc không em nghĩ đâu. Anh, tôi không hề nghĩ. Sự việc đã diễn ra trước mắt tôi mà. Đi về, Đăng Châu, anh... về. Tôi sẽ ly dị với anh. Thank you.
mà chị hai em cản em, làm cho quỷ cái nó một trận rồi đó. Em đánh nó thì được ích lợi gì chứ. Thôi gọi bé Hà cho chị đi. Ngọc Hà. Con. Từ nay ba mẹ sẽ ly dị con à. Sau này chỉ có hai mẹ con mình thôi. Nhưng mà mẹ tin là hai mẹ con mình sẽ sống được với nhau. Thực ra thì mẹ chưa muốn nói chuyện này với con đâu. Nhưng mẹ nghĩ là nếu có giấu cũng không giấu được còn bao lâu nữa đâu. Sớm muộn gì con cũng phải đối mặt với sự thật đau lòng này thôi. Mẹ biết là con rất là đau lòng. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Lúc nào mẹ cũng mong rằng mẹ sẽ mang đến cho con một gia đình hạnh phúc. Nhưng cuộc đời này không phải lúc nào cũng như ý nguyện đâu con à. Alo. Anh đang đâu vậy? Đang ngoài đường. Rảnh không? Đi ăn kem với tôi. Sao tự nhiên có nhà hứng mời tôi đi ăn kem vậy? Thì tôi muốn cảm ơn anh đó mà. Được rồi, tôi tới liền. Rồi, vậy ha. Nhà nước của anh chị. Cho ly nữa. Dạ anh đợi chút. Đi ăn với anh á xấu hổ thiệt á. Ăn kem á mà làm giống như là ăn cháo vậy. Kem á là một món mắc tiền, ăn á thì phải từ từ để thưởng thức nữa chứ. Ăn kiểu như anh á có tiền cũng không trả nổi nữa. Ly thứ hai á hả? Anh ăn anh tự trả đi nha. Rủ người ta đi ăn kem cũng tính toán nữa. Hồi nãy rủ đi, có quy định ăn mấy ly không? Coi ly kem nè, chút xíu à. Hai ly cũng nói nữa. Tôi đâu có tính toán với anh đâu. Tôi chỉ sợ anh xấu hổ thôi à. Chứ anh ăn một chục ly tôi cũng đâu có sợ, cũng đâu có sao đâu. Hồi đó hả? Lúc mà tôi chia tay với bạn trai cũ của tôi hả?
là cũng vì ăn uống vậy đó. Chà, thiệt là vô phước cho ai mà quen với cô á. Tụi nó chơi thôi. Sao rồi, hôm trước đi ăn nhà hàng với Quốc Việt có vui không vậy? Vui vẻ gì đâu, chỉ toàn nói chuyện công việc mà thôi à. Thậm chí hả, tôi mời ảnh lên công ty xem hình ảnh những mẫu xe mới. Ảnh đã cho trợ lý của ảnh hết, ấn định thời gian rõ ràng luôn. Tôi thấy ảnh hả, toàn chú tâm tới công việc mà thôi. Thì cô phải chủ động gợi chuyện với người ta chứ. Con gái ai làm vậy kỳ lắm. Ờ ha, gái làm vậy mất giá thiệt. Sao anh lại nhìn tôi vậy? Thằng cha Quốc Việt có mắt mà không trồng. Anh nói gì vậy? Đâu có gì đâu. Cô ăn kem đi, để tan chảy ra như cháo, húp là mất ngon á. Mẹ có nhà không con? Mẹ ở trong nhà. Anh đến đây để làm gì? Đăng Thành, anh mong em hãy bình tĩnh nghe anh giải thích đã. Giải thích? Sự việc đã quá rõ ràng như vậy rồi, anh cũng muốn giải thích cái gì nữa? Cô ta yêu anh, nhưng mà anh đã từ chối rồi. Từ chối? Từ chối mà ôm nhau giữa ban ngày? Từ chối mà ăn nằm với người ta à? Đó là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Anh ăn nằm với cô ta là vì bữa hổm anh quá sai, anh không làm chủ được lý trí. Anh đã nói với em rồi mà. Còn chuyện em thấy hồi sáng á, là hoàn toàn do em ngộ nhận. Sự việc không phải như vậy. Ngộ nhận hả? Chắc là cô ta mỏi cổ, cho nên anh đã massage cho cô ta chứ gì. Em đừng nói chuyện theo kiểu đó được hay không? Anh cho rằng tôi nói chuyện khó nghe chứ gì. Tôi chỉ nói rõ vấn đề ra mà thôi. Vậy em nghĩ rằng anh đã lừa dối em à? Cái đó anh phải tự hỏi bản thân mình chứ. Như vậy tức là em muốn anh phải thừa nhận anh đã làm điều xấu. Anh đã ngoại tình thì em mới hài lòng hay sao? Việc đó đã quá hiển nhiên rồi. Anh có nhận hay không á là tùy anh thôi. Đăng Thành, anh đã cố gắng giải thích cho em hiểu. Cuộc hôn nhân của chúng ta đang có vấn đề. Chỉ cần một cơn gió thoảng qua thôi là có thể làm vỡ tan tất cả. Vì vậy trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng này, anh không muốn em hiểu lầm anh bất cứ chuyện gì. Vợ chồng mình ra nông nổi như ngày hôm nay hoàn toàn không có sự tác động từ bên ngoài. Anh nói như vậy nghĩa là gì? Anh đồng ý ra ở riêng để tìm cách tĩnh tâm lại và tìm cách hàn gắn cuộc hôn nhân của chúng ta. Lẽ ra chúng ta phải hỗ trợ lẫn nhau, phải thấu hiểu lẫn nhau, chứ không phải là đối chọi lẫn nhau. Sự việc đã diễn ra trước mắt chị em tôi như vậy mà anh còn nói là tôi đặt điều vô khống anh nữa hả? Đăng Thanh, có thể hồi đó anh đã thiếu sự quan tâm tới em, thiếu sự chăm sóc cho em, nhưng chưa bao giờ anh phản bội em. Dù cho bất cứ hoàn cảnh nào, anh vẫn cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha. Anh đừng có nói tới hai từ trách nhiệm. Anh không cảm thấy xấu hổ hả? Vậy bây giờ em muốn gì? Ly dị. Tùy em. Anh rất buồn, nhưng anh không cảm thấy xấu hổ. Bà có lỗi với con, nhưng nếu con không nghĩ về ba như vậy
Thì ba rất là đau. Xa mà cách lòng mà. Tại chị hai chỉ cản con á, không là con nhỏ nó biết tay con rồi đó. Rồi thằng Minh nó có nói gì không? Bắt được tại trận rồi còn nói cái gì nữa. Cái thằng đó đó hả, phải chửi cho nó một trận mới được. Chưa nghe nói gì. Bà đừng có vội kết luận như vậy. Ông này hay quá ha. Con gái ông đó hả, bị nó phản bội mà ông còn binh nó được hả? Tôi không có binh. Chuyện gì cũng phải tìm hiểu cho kỹ rồi hạ kết luận. Mới nghe kể thôi mà bà la ôm sùm như vậy là không có được. Xin chào mọi người. Chào sếp. Chào sếp. Chào chị Hằng. Anh làm xong rồi nè. Dạ em cảm ơn anh. Ủa, chị Thanh bữa nay chưa đi làm hả? Chị ấy mới gọi điện thoại xin nghỉ một ngày. Ủa, chị bị bệnh hả? Không biết nữa, nghe giọng có vẻ buồn lắm. Hay là trưa nay mình ghé qua thăm chị một tí nha. Trưa nay không được. Trưa nay sếp phân công đi dự bữa cơm thân mật rồi. Thôi chiều cũng được mà. Chiều mình ghé thăm chút nha. Ok. Anh Thái. Dạ. Qua đây tôi nhờ một chút. Chỉnh sửa sơ sơ thêm một chút nữa. Dạ. Vậy là được rồi ha. Dạ. Nhớ nghe. Còn chỗ này sao anh? Để lát anh coi. Dạ. Có chuyện gì vậy sếp? Trưa nay tôi với anh sẽ cùng nhau đi dự bữa cơm thân mật của bên công ty Tấn Phát. Vậy có phải thay đồ vest nữa không? Không, khỏi đi. Dùng cơm thân mật khác với đi dự tiệc mà. Vậy khỏe rồi, đỡ tốn tiền, lại có cơm trưa ăn nữa. Nhưng vô trong đó hả, anh nghiêm túc giùm tôi nha. Đừng có ăn uống như hả, kiểu ăn kem hôm bữa là tôi độn thổ luôn. Yên tâm đi, tùy nơi tùy chỗ chứ. Mình phải đàng hoàng, lần sau mới được sếp mời đi ăn cơm trưa nữa phải không? Thôi, anh đi trở về bàn làm việc đi. Tuân lệnh sếp. Đến đúng giờ đó nha. Yes sir. Ừ. Anh Thái, sếp nói ảnh gì à? Thu Phương nè. Ừ, sướng nha. Bản dự án xong rồi đó. Bà coi lại coi, có cần muốn chỉnh sửa gì nữa không? Ừ. Nè. Ừ? Quốc Thái á, cũng dễ thương á. Ừ thì cũng vui tính, cũng thiệt tình. Nhưng mà nhiều lúc nói chuyện nghe sốc lắm. Có lúc hả, tức muốn chết luôn. Biết đâu. Biết đâu cái gì? Thì ghét của nào trời trao của đó. Không có đâu bà. Thôi đi, nằm mơ. Nào các bạn, hãy nâng ly chúc mừng sự thành công của chúng ta. Vô. 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 Chúc mừng nha. Mọi người nhìn kìa, đó là người mẫu kim diễn viên Ánh Nguyệt. Còn anh kia là đại gia trong ngành sản xuất xe gắn máy. Nghe đâu á là họ sắp cưới nhau thì phải. Đẹp đôi quá ha. Những gì? Chị Hằng, ăn đi chị Hằng. Ăn đi. Vô nha. Đàn ông là loại rác rưởi, chỉ đem đến sự đau khổ cho người phụ nữ. Và khi họ ra đi, họ mang cuộc đời chúng ta đi luôn. Thậm chí ngay cả khi họ đang sống chung với mình, họ cũng hành hạ mình không chút thương xót. Trước khi ly thân đã gần một năm, tuy ngủ chung giường, nhưng anh ta có thèm đụng chạm gì tới chị đâu.
Đó là một kiểu tra tấn về mặt tinh thần. Đàn ông bây giờ độc ác hơn ngày xưa rất nhiều. Họ không còn đánh đập như những kẻ vô học nữa. Bây giờ họ bỏ chúng ta nằm chết cống ở đó, không thèm quan tâm, không thèm nói chuyện, và thậm chí không thèm làm tình. Đó là một kiểu tra tấn không nhìn thấy vết thương, không nhìn thấy máu. Khi chúng ta nói ra với người khác thì cũng không ai tin hết. Cuối cùng thì sao? Chỉ còn nước vô bệnh viện tâm thần mà thôi. Vì vậy, không có gì để cho chúng ta luyến tiếc cả. Tình yêu và sự nghiệp không phải lúc nào cũng song hành với nhau. Ông trời hiếm khi nào vừa cho người ta sự nghiệp, vừa có tình yêu. Một người con gái cần phải có bản lĩnh. Có bản lĩnh thì có tất cả. Có xe cộ, có nhà cửa, không có ai có thể lấy đi được. Vì vậy chúng ta phải tập trung tạo dựng sự nghiệp trước. Có sự nghiệp là có tiền. Có tiền là có mọi thứ. Có sắc đẹp, có cả sự tự tin, có người theo đuổi. Thì lúc đó, khi có nhiều người theo đuổi, coi như có tình yêu. Mẹ và hai dì ơi, vô ăn cơm. Ừ, mẹ biết rồi.
Nam qua đây. Sao vậy? Vụ gì nói vậy? Vụ cái gì vậy? Chết Nam rồi. Ai biết đâu. Ai chọc giận sếp vậy? Trời, cái gì vậy? Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, tôi không muốn nhìn thấy những văn bản không hoàn chỉnh như vậy. Tại sếp kêu em làm thiệt là nhanh, giao cho sếp trong thời gian sớm nhất mà. Nhưng tôi đâu có nói là không được đánh máy. Dạ, vậy vậy thôi, để em về em làm lại rồi em giao cho sếp. Không biết sống sao cho vừa lòng người nữa. Vụ gì vậy? Sếp kêu em làm cái văn bản giao gấp cho sếp, mà cũng đâu có dặn em là phải đánh máy đâu. Thì em về em làm thôi. Em lên em giao vậy mà cũng bị la nữa. Không biết á, sếp Hằng mình bị sao nữa. Được rồi. Để tôi qua bà nói chuyện với cổ. Thôi, để em làm lại rồi em đưa cho sếp duyệt. Tôi nói chuyện với cô một chút được không? Anh ngồi đi. Cô yêu cầu người ta làm nhanh mà không nói rõ là đánh máy hay viết tay. Cô muốn thì nói một tiếng người ta làm theo ý của cô. Việc gì phải đao to búa lớn như vậy? Anh không có quyền dạy tôi cách làm việc phải như thế nào nha. Tôi không có dám dạy cô. Tôi chỉ có ý kiến vậy thôi. Cho dù cô có buồn phiền chuyện gì thì cô cũng đừng có mang nó vào công việc chứ. Cô là sếp. Thái độ cô vậy ảnh hưởng đến mọi người đó. Anh nói xong chưa? Những tấm hình tôi chụp cho công ty Quốc Việt xong rồi. Chiều nay á, chúng ta mang qua bển cho họ. Chiều nay tôi bận rồi. Anh đi một mình đi. Còn gì nữa không? Nếu không thì trở về bàn làm việc đi. Má mới tới, con mời má ngồi. Ngồi đi em. Ngồi đi má. Có chuyện gì vậy má? Má hỏi mày, con Thanh nó có lỗi gì mà tự nhiên mày bỏ ra ở riêng? Đã vậy rồi còn bồ bịch nữa. Mày muốn biến mẹ con nó thành mẹ quá con coi hả? Thôi mà má, đây là công ty, má đừng có làm ồn như vậy. Tao biết đây là công ty, nhưng đâu có công ty nào mà cấm người ta phát biểu chứ. Hôm nay mày phải giải thích cho má nghe. Má mà không nghe được sự giải thích của mày, má sẽ đi gặp thủ trưởng của mày. Thủ trưởng của mày mà không giải thích được á, má sẽ đi gặp thủ trưởng của thủ trưởng mày. Đằng nào cũng phải có một người để giải thích cho tao biết chứ. Má, cho dù má có đi gặp thủ trưởng hay là gặp thủ tướng gì thì nó cũng vậy thôi. Bởi vì chuyện của con và Đăng Thanh là chuyện riêng của hai người, không ai xen vào được đâu má. Má, con xin má, má hãy về đi. Xin má đừng nóng giận mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Hôm nào rảnh con sẽ về thăm má mà. Thôi đi má ơi, cho dù không làm được con rể thì cũng đâu làm kẻ thù của nhau đâu. Con xin má, má đừng có quậy nữa. Nó bỏ con gái của má thì giữ nó và má còn gì nữa đâu ngoài một mối thù. Đi. Uổng công má đã thương nó như con ngần mấy năm trời. Đăng Châu, em hãy chăm sóc má giùm anh. Từ nay đừng có gọi tao là má nữa. Má. Mẹ. Từ nay á, mẹ đừng có đưa đón con nữa nha. Ủa sao vậy? Con muốn đi học một mình. Nhưng mà con đi bằng gì? Thì con đi bằng xe đạp. Nhưng bây giờ đường xá đông đúc lắm, mẹ sợ. Mẹ sợ gì? Con lớn rồi mà.
nha. Ờ, thôi, chuyện này để từ từ mẹ tính. Đi. Mẹ đã nói rồi, chuyện này để từ từ mẹ tính. Bây giờ mẹ chở con qua bên ngoài nha. Ủa, qua bên ngoài chi vậy mẹ? Mẹ cũng không biết nữa. Ờ, ngoại gọi mẹ qua gấp. Ba, con dặn ba nè. Khi nào mà móng tay dài như vậy nè, ba kêu con cắt nghe không? Cắt. Để ba cắn nát hết trơn à, mất vệ sinh nữa ha. Ngoại, má, ăn thanh long cho mát nè. Thanh long hả con? Dạ. Dạ, má ăn đi má. Thanh long nè ngoại. Thanh long giống chanh ha. Hương à. Dạ. Má hỏi nè, mấy rày má thấy con Hằng nó kỳ kỳ sao nghe con? Ăn cơm xong cái nó chui vô phòng, cái mặt nó rầu rầu không nói năng gì trơn á. Hay là nó bệnh gì không con? Dạ, con cũng không biết làm sao nữa. Để con dò ý em mới thử coi, coi thử làm sao. Hỏi thăm em đi nghe không? Dạ. Alo, chị Hương hả? Có chuyện gì chị? Thái hả? Chị làm phiền em chút được không? Em út trong nhà, khách sáo làm gì? Có chuyện gì vậy chị? Hay là ông ngoại có chuyện gì hả? Không phải ông ngoại, là Minh Hằng. Minh Hằng hả? Mấy bữa nay á, chị thấy Hằng nó buồn buồn, không biết chuyện gì nữa. Em có biết chuyện gì không Thái? Nếu em biết á, thì nói cho chị nghe với. Đêm hôm trước á, chị thấy nó đốt tấm hình mà cái thời đi học nó chụp chung với bạn bè đó. Các chị các hoài. Vừa đốt mà vừa khóc nữa. Có phải là chuyện liên quan đến Quốc Việt không em? Nếu chị đã hỏi á, thì em nói luôn. Minh Hằng á, yêu Quốc Việt, nhưng mà em nghĩ đó là tình yêu đơn phương thôi. Anh ta sắp cưới một cô người mẫu kim diễn viên nổi tiếng lắm. Chính vì vậy làm cho Minh Hằng bị sốc. Tội nghiệp Minh Hằng. Thiệt nó ngây thơ quá. Bạn cũ lâu ngày gặp lại, ngồi nhắc lại kỷ niệm xưa. Có khi là tại vì cái sự biểu hiện của Quốc Việt mà làm cho nó hiểu lầm. Nhưng cũng khó. Có thể Quốc Việt bây giờ là một tay chơi sành điệu, biết ga lăng và làm cho mấy cô gái bị si lòng. Cũng không có loại khả năng đó. Minh Hằng á, nó là một đứa thật thà. Nếu mà không nhận được tín hiệu nào đó từ đối tượng khác á, thì nó đâu có như vậy đâu. Theo em nghĩ, chị nên khuyên Minh Hằng đi. Chứ để mấy bữa nay vô công ty, để tụi em xối tráng luôn vậy đó. Nó ở công ty nhiều hơn ở nhà. Nếu mà có chuyện gì á, Thái khuyên nhũ Hằng giúp chị nha. Em không dám đâu. Cũ ghét tụi em như là cái gì vậy đó. Đợt nào vô công ty mà ý kiến gì á, cô dập tụi em te tu hết trơn à. Thanh đừng có hiểu lầm nó. Tại vì từ khi ba chị mất á, mọi gánh nặng trong gia đình á đều đè lên vai nó. Lương giáo viên của chị á thì đâu có bao nhiêu đâu. Vì vậy á, từ khi tốt nghiệp đến giờ, Minh Hằng á, nó chỉ biết vùi đầu vào công việc thôi à. Minh Hằng á, nó rất sợ mất việc. Vì điều đó thì đồng nghĩa với việc á là gia đình sẽ rơi vào cảnh khốn đốn. Biết rồi. Người ta cứ nghĩ nó là một người sắt đá, là đàn ông. Nhưng mà thực sự là nó rất là yếu đuối, nó rất là dễ bị tổn thương. Thái à, chị biết là em có thiện cảm với nó. Gia đình chị tuy là nghèo, nhưng mà không lấy sự giàu sang để đánh giá đâu. Mà chị quý trọng ở sự chân tình thôi. Em khuyên nó giùm chị được không? Dạ. Em giúp giùm chị nha. Cảm ơn em. Bây giờ có chuyện gì thì con nói ra đi. Chuyện giữa con với thằng Đức Minh là làm sao? Má là má của mày, nhưng cái việc lớn lao như vậy
mày còn giấu má nữa là sao? Sao? Con nói đi. Thôi được rồi. Nếu như má muốn biết, thì ngày hôm nay con sẽ nói cho má biết tất cả. Ngày hôm nay con đã nộp đơn ly dị lên tòa rồi. Thực sự thì không ai muốn ly dị hết má. Để đi đến quyết định ly thân, con cũng đã suy nghĩ suốt 2-3 năm nay rồi. Nhưng mà con cứ do dự hoài, vẫn không thể quyết định được. Nhưng mà bây giờ tụi con đã quyết định ly dị rồi. Ảnh có con đường của ảnh, còn con cũng có con đường của con. Đây là chuyện riêng của tụi con, không ai có thể can thiệp cũng như là khuyên can gì được đâu má. Thật sự thì đây cũng không phải là chuyện vui vẻ gì. Mấy ngày nay tâm trạng của con rất là đau khổ. Nếu mà cả nhà cứ đối xử với con như vậy thì khác gì lấy muối sáp vào trái tim của con. Nếu ba má cảm thấy xấu hổ vì có một đứa con ly dị chồng như vậy thì mai mốt con sẽ không về nhà nữa. Ma hiểu rồi. Thôi con về nha má. Hà ơi, đi về. Mẹ ơi, cho con chơi chút nữa đi. Tối rồi, về thôi con. Má, má cũng vô nghỉ đi. Chân âm.